mọi người, lại là mình đây. Lâu lắm rồi mình không đăng lên YouTube rồi mọi người. Đây là quán ăn thách thức độ kiên trì của mọi người nha. Nếu mà muốn có đi ăn á, thì nhớ suy nghĩ kỹ nha. 11 giờ rưỡi mới mở cửa rồi mọi người. Trời ơi, đây là hàng chờ nè. Sao? Quá trình chờ rồi. Ôi má ơi. Ôi, tôi lỡ thật thích. Mình dự tính cái hàng chờ này là khá là lâu, cho nên mình bảo người yêu mình nó mua súp cho mình, là súp Trung Quốc nha. Tại vì cái khu của mình đi là khu Trung Quốc đó mọi người. Đây là loại súp mà thấy cũng trông ngon, có thịt bò nè, có gân bò, rồi có lá bò ha mọi người. Ăn cũng ngon ngon cay cay mà trời lạnh lạnh á, ăn nó ấm nha. Ấm bụng trong khi đứng chờ, trời ơi, hạnh phúc. Ok. 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 Yeah. Rồi, ổng đi kiểm tra rồi mọi người. Dài đây. How people? Tại sao hai đứa lại phải đợi? Đợi mọi người ơi. Đợi thì ăn hộp súp xong. Chờ cái quán hơn một tiếng đồng hồ. Đứng ngay cái chỗ này. Ơi, lạnh chết mẹ luôn. Tại là đang còn rất là dài. Đang còn rất là dài. 2 tiếng chờ đợi. 2 tiếng chờ đợi. Cùng sau hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa ăn súp vừa uống trà nóng để giữ ấm cơ thể, vô trong quán nó vẫn lạnh nha. Sau hơn 2 tiếng chờ đợi. Sau cái khuôn mặt ngán ngẩm của tôi thì lên món nha mọi người. Món đồ ăn ăn cũng ngon, khá ngon. Nhưng mà để gọi là quá xuất sắc thì không đến nổi đâu. Với lại mình thấy phục vụ cũng khá là chậm. Với lại không hiểu sao người ta phải đợi hết khách hàng đi ra rồi mới phục vụ khách hàng mới á, đứng đợi lâu lắm. Trong tất cả các món thì mình thích nhất món này, món cải bắp với thịt heo mà phơi khô dưới nắng á mọi người. Vừa cái mỡ mỡ mà cái khô khô của thịt ăn vô nó hòa tan á, với lại cái bắp cải ăn chung với nhau á, khá là ngon. Cái món này là mình thích nhất. Thịt heo ngon. Heo ăn chung với cải. Còn đây là món tôm mà ấn tượng, vì hai con tôm mà khá to nhưng mà ăn vô là biết là tôm đông rã ra rồi, cho nên không gọi là xuất sắc nha. Mình ngồi gần ngay cái chỗ người ta rửa chén cho nên nó tiếng rửa chén hơi là xáo trộn, với lại khó nghe được cái âm thanh đó, mọi người thông cảm. Đây là súp mì Hoành Thánh và nước súp, chắc chắn là dịt rồi. Ở đây là hầu như là bán dịt đó nha mọi người. Ở trong cái Hoành Thánh thì cũng là tôm và thịt thì thấy cũng như bình thường thôi. Chỉ có loại mì là loại mì sợi nhỏ mỏng á, thì có ấn tượng với loại mì đó thôi, còn nước súp thì vẫn bình thường. Và tổng thiệt hại cho 3 món là gần 1,2 triệu nha. Nếu mà không đông khách thì mình sẽ đến lần nữa, còn nếu mà đông cỡ này thì thôi. Bye bye.